Chương 1 Đoạn trừ nghi ngờ Phát sinh lòng tin Trong kinh nói Được làm người là khó Sáu căn toàn diện là khó Sinh nơi trung tâm đất nước là khó Gặp Phật đạo là khó Phát khởi lòng tin là khó Tôi từng luận bàn Về sự khó khăn của việc phát khởi lòng tin Có nghi ngờ Mà không đoạn trừ Sao phát sinh lòng tin được cho nên, Kinh Kim Cang nói, lòng tin chân chánh rất là hiếm có. Kinh Pháp Hoa nói, do lòng tin mà được giàu. Long Thơ Tịnh Độ nói, Đức Phật là Bậc Đại Y Dương, có thể cứu tất cả bệnh, nhưng không thể cứu người mạng tận. Đức Phật có thể độ tất cả mọi người, nhưng không thể độ người không có lòng tin. Bởi lòng tin là sự chân thành trong một niệm. Nếu tâm niệm người muốn bước đi thì chân theo đó mà đi. Tâm niệm muốn ở lại thì chân theo đó mà ở lại. Đủ thấy, thân này theo tâm niệm hành động nhưng có lúc tâm niệm muốn đi thân lại bị trói buộc. Khi sát thân tan hoại thì chỉ có một niệm mà thôi. Một niệm này muốn đến đâu thì đều đến được. Vì vậy, một niệm tính tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ thì nhất định giảng sinh tịnh độ. Huống chi Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát, còn có sức mạnh thì nguyện tiếp dẫn giảng sinh. Có người hỏi, nay có người cả đời trì giới niệm Phật, lúc lâm chung không được sinh về tịnh độ là tại sao? Đáp, đó là do lòng tin không sâu, hành nguyện kém khuyết, lại chưa hề phát tâm bồ đề rộng lớn và chưa từng dứt trừ tà hành của mười diệt ác. Tuy nói tu hành, nhưng lời nói và việc làm chưa từng phù hợp. Tuy nói niệm Phật, mà tình niệm chưa từng tiếp nối, đã không có công phu chân thật, làm sao được quả báo tình độ. Trong Kinh Duy Ma nói, tùy theo tâm thanh tịnh, thì gọi Phật thanh tịnh. Kinh Pháp Bảo Đàn nói, trong tâm nếu không có niệm bất thiện, Tây phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng bất thiện, niệm phật cầu giảng sinh thì có đến được không đoạn trừ tâm thập ác phật nào đến đón trước lục tổ vì thấy người đời không lo thanh tịnh tâm mình miệng chỉ niệm danh hiệu phật tìm phật ở ngoài tâm vọng tưởng chấp trước chẳng tự thanh tịnh tâm mình lại tạo những điều ác đó gọi là tự làm mất phật của chính mình lại còn đi tìm cầu phật nào khác vì vậy nên nói Mê tức là chúng sinh, ngộ tức là Phật. Chương niệm Phật Diên Thông trong Kinh Lan Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí nói, Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Vì nhớ niệm tức là tâm niệm, lòng tin thanh tịnh, tính, hành, nguyện đầy đủ. Kinh này còn nói, một căn đã về nguồn, sáu căn thành giải thoát, thập ác hóa thành thập thiện, lục thức hóa thành lục thần thông. Cho nên, trong tâm chánh tính nghĩ nhớ niệm Phật, gọi là tình niệm tiếp đối, thì di đà tự tánh hiện tiền. Bên đi cảm, bên kia ứng, lúc sắp mạng chung, sao lại không được thấy Phật mà giảng sinh tịnh độ? Phạm người tu tình nghiệp, nên tin lời Phật, làm theo hành phật tâm niệm đã không trái ngược nhân quả chắc chắn rõ ràng nếu nghe mà không tin tin mà không thực hành cũng như bánh vẽ không đo được bụng đói tâm đã không tin thì phát sinh nghi ngờ phỉ bán đã phát sinh nghi ngờ phỉ bán thì tự mờ mịt tâm mình tự mờ mịt tâm mình thì càng thêm xa rời tịnh độ do đó cư sĩ chu ở hương sơn viết lời tựa trong quyển liên tông xám của ngài từ chiếu nói rằng bậc đạo sư là nói gì giáo hóa có phương pháp để đạt đến giác ngộ dạy người có đạo lý lý lòng tin sâu làm lối vào phá trừ sự chấp trước mê mờ của những kẻ xiển đề chuyên niệm phật làm môn thực hành khiến tâm không loạn động thêm vào đó là lý tâm nguyện bồ đề làm căn bản độ thoát chúng sinh đủ ba điều ấy thì có thể lên thượng phẩm thượng sinh ở cõi cực lạc dễ dàng đạt đến biện quả tỳ lô lại nói việc này người người vốn đầy đủ ai nấy đều thành tựu trọn vẹn nhưng vì không có ba chữ tính nguyện hành do đó đọa lạc trong luân hồi tha ngôi phàm kẻ làm người chẳng luận phước đức, chẳng luận tôn quý, chẳng luận thông minh, chẳng luận tướng bạo, chỉ đầy đủ tính, nguyện, hạnh thì chính là tư lương để giảng sinh tịnh độ. Tứ liệu giảng đói, từ đây qua phương Tây, cách mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là cực lạc, đó là đứng về khía cạnh xa mà nói. Nếu một niệm tính tâm niệm Phật Thì liền đến Tây Phương Đó là đứng về khía cạnh gần mà nói Cho nên bảo rằng Cũng gần mà cũng xa Chỉ ở nơi lòng tin Và tâm nguyện của người mà thôi Tin thì không cách mảy tơ Nghi thì lưu chuyển trong sinh tử Lại nói Từ đây qua Tây Phương Lộ trình xa mười dạng tư lương nếu đầy đủ Lo gì không đến được Thì nên nói Lòng tin đứng đầu muôn điều lành Lòng tin là chủ của trăm hạnh Kinh Hoa Nghiêm lấy thập tính Làm điểm khởi đầu của sự thành Phật Kinh Pháp Hoa lấy chánh tính Làm cửa để vào đạo Ngũ căn lấy tính căn làm đầu Ngũ lực lấy tính lực làm trước vì thế, chư Phật trong ba đời, chư Đại Bồ Tát, lịch Đại Tổ Sư, tu các công hạnh, đầy đủ đại nguyện lực, vào cảnh giới Phật, thành tựu Bồ Đề, chưa có ai không từ nơi chữ tính này mà bước vào. Pháp Sư Đàm Loan gặp được Kinh Quán Vô Lượng Thọ của Ngài Lu Chi trao cho, liền đốt Kinh Tiên tu tình nghiệp, lẽ nào không phải là do chữ tính này? Bạch cư dị đi cũng niệm di đà, ngồi cũng niệm di đà cũng chẳng ra ngoài chữ tính này tô đông pha mang bức tượng di đà lúc đi hay ngồi cũng đều mang theo bên mình nói là tây phương công cứ thế thì cũng không ra ngoài chữ tính này trương thiện hòa cả đời mổ trâu khi lâm chung tự thấy tướng địa ngục hiện nhưng gặp được vị tăng hay niệm phật a di đà ông niệm chưa được mười câu thì thấy phật tiếp dẫn giảng sinh tịnh độ liền thoát khỏi địa ngục. Đó chẳng phải là do lòng tin mà được như thế hay sao? Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là gốc của đạo. là mẹ sinh ra công đức, lòng tin hay nuôi lớn các căn lành, lòng tin có thể vượt ra khỏi các đường ma, lòng tin có thể được vào chánh định, lòng tin có thể thoát biển sinh tử, lòng tin có thể thành tựu đạo giác ngộ của Phật. than ngôi, thời nay, người trì trai tin giữ giới mà không tin niệm Phật, tin thờ Phật mà không tin giảng sinh tịnh độ, như thế là tự làm mất lợi ích lớn, cần nên xét kỹ. Trên đường trời người lý phước làm đầu, trong biển sinh tử, niệm Phật bậc nhất. Nay có người muốn được sự vui vẻ nơi cõi trời, người mà không chịu tu phước, muốn ra khỏi sinh tử, nhưng lại không niệm Phật, kiến như chim không cánh mà muốn bay, cây không gốc mà muốn xum xuê tươi tốt, làm sao đạt được? Nếu là bạn Pháp với tôi, cần phải tin sâu lời chư Phật nói chân thật, không giả dối. Phương Pháp hay giải thoát đau khổ không gì bằng niệm Phật. Chuyên tu tình nghiệp, mong ra khỏi luân hồi, thời gian chẳng đợi người, thận trọng chứ nghi ngờ hối tiếc. Như thế, thật đáng gọi là Thân này chẳng chịu đời này độ Lại đợi đời nào độ thân này Chương 2 Khuyên phát lòng tin Phật A-di-đà Là bậc tôn quý trong các đức Phật Cha lành của bốn loài chúng sinh Người trở về tin tưởng Thì tiêu diệt tội lỗi nhiều như các sông hằng Sưng niệm thì được phước vô lượng Muốn niệm Phật phải khởi lòng tin nếu không có lòng tin thì chẳng được gì thế nên pháp sư tăng triệu nói việc ấy đúng như vậy là tướng trạng của niềm tin bảo rằng việc ấy không như vậy là tướng trạng của sự không tin tưởng lòng tin là bước quan trọng ban đầu để vào đạo trí tuệ là chỗ huyền diệu sau cùng các kinh trước đó như vậy là chỉ cho lòng tin sau cùng nói dân làm là chỉ cho trí tuệ. Do đó, Kinh A-di-đà nói, Nếu có người tin ưa, nên phát nguyện sinh về cõi cực lạc. Đây là chỗ khuyên phát lòng tin của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh này còn nói, Các ông nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức này. Đây là chỗ khuyên phát lòng tin của chư Phật khắp sáu phương. Luận còn nói, Nếu người trồng căn lành, nghi thì hoa không nở người lòng tin thanh tịnh hoa nở được thế phật đây là chỗ khuyên phát lòng tin trong luận giảng sinh hơn nữa tin thì lời nói thuận lý thuận thì thành tựu đạo thầy trò kinh không luận là nghĩa lý phong phú hay ước lược nếu chẳng có lòng tin thì không thể lưu truyền đó là chỗ khuyên phát lòng tin của ngài tăng triệu lại nói pháp môn niệm phật này chẳng luận là tăng tục nam nữ sang hèn nghèo giàu chỉ cần có đủ niềm tin đây là chủ khuyên phát lòng tin của hòa thượng đại hạnh hỏi đã nói rằng tin vậy chưa biết tin dựng pháp gì đáp tin nghĩa là tin theo như trong kinh nói tin niệm phật nhất định giảng sinh tịnh độ tin niệm phật nhất định diệt trừ mọi tội lỗi tin niệm phật nhất định được phật hộ trì tin niệm phật nhất định được phật chứng minh tin niệm phật đến lúc bạn chung nhất định được phật đến tiếp dẫn tin niệm phật bất luận là chúng sinh nào hãy có cùng lòng tin đều được giảng sinh tin niệm phật giảng sinh tịnh độ nhất định được vào bậc bất thối tin giảng sinh tịnh độ nhất định không còn rơi vào ba đường địa ngục ngạ quỷ, xuất sinh. Cho nên, khuyên tin tưởng niệm Phật, tiếp nhận Pháp này, trì niệm danh hiệu này, chắc chắn giảng sinh tịnh độ. Vì thế, Hòa Thượng Đại Hạnh dạy người niệm Phật, thấy tâm chỉ tin Phật, thì Phật liền biết, vì Ngài có thần thông biết được tâm người, miệng chỉ xưng danh hiệu Phật, thì Phật liền nghe, vì Ngài có thần thông nghe suốt tất cả thân chỉ lễ Phật thì Phật liền thấy vì ngài có thần thông thấy khắp mười phương do vậy hòa thượng đại hạnh đem pháp niệm Phật này khuyên mọi người phát sinh lòng tin lại ví dụ lòng tin cũng như việc trồng cây trái rễ sâu nên gió thổi không lay động vì sao cây sẽ đơm bông kết trái giúp người qua cơn đói khác người niệm Phật cũng như thế do tin sâu mà được đến Tây Phương. Nếu không có lòng tin thì chẳng được gì. Trong Kinh nói, Bồ Tát thập trụ vừa cởi lòng tin niệm Phật. Vì sao? Dù gặp ác duyên, mất thân mạng, thà chết chứ không thối thất. Kinh Duy Ma nói, tin sâu dựng chắc giống như kim cương, pháp bảo soi khắp cả giống như mưa cam lộ. Niệm Phật tam mùi, từ lòng tin sâu sắc mà phát sinh. Anh xem tịnh độ hằng sa Phật đều là người chánh tính hiện nay. Chương 3 Kệ chánh tính giảng sinh của sáng chủ từ dân thức Cuối lễ Tây Phương cõi an lạc Di đà giáo chủ đại từ tôn Con đương tất cả các kinh điển Thành tựu lòng tin quyết giảng sinh Người trụ đại thừa tâm thanh tịnh Mười câu niệm Phật vô lượng thọ Lâm chung thấy Phật quyết giảng sinh Kinh Đại Bảo Tích nói như thế Tội ngũ nghịch lửa địa ngục hiện Gặp thiện tri thức phát tâm mạnh Mười câu niệm Phật liền giảng sinh Kinh Thập Lục Quán nói như thế nếu có người hoan hỷ ưa thích Cho đến mười niệm liền giảng sinh Nếu không như thế chẳng thành Phật 48 nguyện nói như thế Nếu có người nghe danh chí tâm Một niệm hướng về liền giảng sinh Chỉ trừ ngũ nghịch chê chánh pháp Kinh vô lượng thọ nói như thế Lâm chung không thể quán và niệm chỉ phát khởi ý biết có Phật. Người này hơi dứt liền giảng sinh. Kinh Đại Pháp Cổ nói như thế. Một ngày, một đêm treo tràn phan, chuyên niệm giảng sinh, tâm không dứt, trong mộng thấy Phật liền giảng sinh. Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế. Một ngày sớm tối xưng danh Phật, chuyên cần tinh tấn, không dừng nghỉ lần lượt khuyên nhau cùng giảng sinh trong kinh đại bi nói như thế một ngày hai ngày đến bảy ngày chấp trì danh hiệu tâm không loạn phật hiện trước mặt liền giảng sinh kinh a di đà nói như thế nếu người nghe phật a di đà một ngày hai ngày hoặc hơn nữa buộc niệm hiền tiền liền giảng sinh trong kinh Ban Chu nói như thế. Một ngày, một đêm, trong sáu thời, năm dốc lễ Phật, niệm không dứt, hiện thấy Phật ấy liền giảng sinh. Kinh Cổ Âm Dương nói như thế. Mười ngày, mười đêm trì trai giới, treo phan bảo cái, đốt hương đèn, buộc niệm không dứt được giảng sinh. Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế. Nếu người chuyên niệm Phật một phương hoặc đi hoặc ngồi bốn chín ngày, tự thân thấy Phật liền giảng sinh. Trong Kinh Đại Tập nói như thế, nếu người tự thể thường kinh hành trong chín mươi ngày không ngồi nằm, nơi chánh định thấy Phật di đà. Trong Kinh Phật Lập nói như thế, nếu người ngồi thẳng hướng về Tây, suốt chín mươi ngày thường niệm Phật được thành tam muội sinh trước Phật. Kinh Văn Thù Bát Nhã nói thế. Tôi dẫn ít phần trong các kinh những lời như thế vô cùng tận. Nguyện người cùng nghe sinh chánh tính lời Phật chân thật chẳng hư dối. Phật đã nói rõ dễ giảng sinh mong đều tin chắc không nghi hoặc. Chương 4 Lời tựa tịnh độ thập nghi luận Của Đại sư Ký Giả ở Thiên Thai Trí tuệ hàng thanh văn Không thể lường xét chỗ sâu xa của chư Phật Bồ Tát hàng thập địa Chẳng thể cùng tận chỗ mầu nhiệm Của quả vị tột cùng Huống chi Hàng phạm phu không có mắt tuệ Rơi trong ba cõi Mê vọng sâu dày Cho tịnh độ là sai lầm niềm nghi ngờ có chuyện đổi nghi ở nơi thân biết rằng chưa diệt tức kiến chấp năm uẩn nghi ở nơi tâm thì biết chưa trừ muôn điều mê lầm nghi ở nơi hạnh biết rằng chưa thực hành được lục độ do hạnh còn trôi nổi đắm chìm chưa qua được bờ kia nên mới mong những người đã qua cứu giúp ở nơi mình vẫn còn mê lầm huống gì đối với người khác đây là điều lòng người khó tin, người tu kẻ tục đều nghi ngờ. Đại sư trí giả đời tùy, tâm thầm hợp với muôn vật, trí tuệ thấu suốt tất cả, nhưng cơ hội phụ trợ giáo pháp hiển bày nhiều điềm lạ. Do những điềm lạ ấy mà xét sự chứng đắc, chẳng biết chẳng hay ngài là bậc tam hiền chăng, hàng thập thánh chăng, hay là bậc ứng chánh đẳng giác, biến hóa thần diệu thật khó nghĩ bàn suy xét cũng chẳng biết được song đại sư đầy đủ chánh niệm thiền định tổng trì hạnh nghiệp sáng ngời không lãng quên cầu sinh tịnh độ dù trong giây phút hiện nay phát hiện trong những tác phẩm còn lại của đại sư có lẽ là thập nghi luận nhưng sách này xa thì y cứ trong các kinh gần thì y cứ từ những bộ luận chọn lựa ý để dẫn truyện không lìa kinh để làm cho được hoàn bị chẳng trao chuốt ngôn từ để tăng thêm sự khéo léo xét từ đạt ý có thể cùng tột nơi chính phẩm như thế mới thấy chỗ dụng tâm của đại sư thấy được tấm lòng của ngài dễ chăng ở người có mối nghi ngờ về tịnh độ gọi là trời cao không mây ngàn sao lấp lánh trật tự khác nhau thứ lớp không đồng sáng rỡ không gì che khuất tôi được sách này nhớ lại đức thế tôn nhọc nhằn khen ngợi tịnh độ chư phật xác nhận làm thành tựu lòng tin hoặc hiện tướng lưỡi che khắp ba ngàn thế giới hoặc âm thanh như sóng biển để diện nói lời thanh tịnh Tôi tuy hiểu biết nông cạn, chẳng thể phát huy rực rỡ pháp môn này, nhưng đâu nỡ không lời. Thế nên, lượt nêu ra vài điều ở trước sách này để bày tỏ hết những điều ôm ấp trong lòng. Tuy từ thô lý cạn, chẳng đủ hưng khởi sự giáo hóa của Đại sư, nhưng nơi ý nghĩa chư Phật xác nhận làm thành tựu lòng tin thì có chỗ trở về. Chương 5 lời tựa trực chỉ tình độ quyết nghi của dương kiệt thánh nhân do đại nguyện từ tình độ đến đến mà thật không có đến phạm phu tin sâu sinh qua tình độ đi mà thật không có đi kia chẳng đến đây đi chẳng qua kia mà thánh phàm hội ngộ hai bên đều được giao tiếp là tại sao vì ánh sáng của phật di đà như mặt trăng tròn đầy chiếu khắp mười phương nước lắng trong thì trăng hiện toàn thể trăng chẳng phải đến với nước nước giấy động dẫn đục thì trăng không hiện rõ chứ chẳng phải trăng bỏ nước mà đi nước có trong đục động tỉnh nhưng trăng thì không lấy bỏ đến đi thế nên trong kinh hoa nghiêm trường giả giải thoát nói biết tất cả chư phật giống như bóng tâm mình giống như nước, các đức Như Lai kia không đến đây, ta cũng không qua kia. Nếu ta muốn thấy Phật A Di Đà ở thế giới An Lạc, tùy ý liền thấy. Vì vậy nên biết, chúng sinh chuyên chú tâm niệm muốn thấy Phật A Di Đà thì liền được thấy. Đó chính là lời chân thật xứng hợp với bản tánh, chẳng phải là giáo lý quyền biến tình độ không có sự ham muốn nên chẳng phải là dục giới. Còi nước ấy ở trên mặt đất nên chẳng phải sắc giới. Lúc hóa sinh có hình tướng nên chẳng phải là vô sắc giới. Tất cả chúng sinh chưa tỉnh ngộ chánh giác ở trong giấc mộng lớn, thăng trầm, nơi sáu nẻo, chưa từng dừng nghỉ. Chư thiên tuy vui sướng, nhưng lúc quả báo hết, tướng suy hao biểu hiện Atula sân hận chiến tranh hơn thua, Bạn sinh bay chạy ăn nuốt tàn sát lẫn nhau, quỷ thần thì âm u đói khát bức bách, địa ngục ở trong đêm dài tăm tối thống khổ kêu gào, được sinh làm người thì ta vốn làm may mắn, xong sinh già bình chết, bao nhiêu nỗi khổ ràng buộc trói trăng, chỉ có tình độ là không còn khổ não thai sen gợi hình chất nên không có nội khổ của sự sinh nóng lạnh chẳng đổi dời nên không có nội khổ già suy thân thể chẳng có phần đoạn nên không có nội khổ bệnh tật thòa mạng vô lượng nên không có nội khổ về sự chết không cha mẹ vợ con nên không có nội khổ thương yêu ly biệt các bậc thượng thiện nhân cùng hội tụ nên không có nội khổ oán ghét mà gặp gỡ. Áo đẹp, cơm thơm, thọ dùng chân bảo, nên không có nỗi khổ mong cầu chẳng được. Thường quán chiếu bản tánh rỗng lặng, nên không có nỗi khổ về thân năm uẩn. Từ bi tế độ, loài hữu tình. Muốn sinh đến nơi nào thì sinh, không trụ nơi vắng lặng. Vì vậy chẳng phải là nhị thừa, trí tuệ chiếu soi sinh tử, được bất thối chuyển, nên chẳng phải là phàm phu ba cõi minh mông chỉ như nơi bốn bề gò nổng hầm hố chứa đầy dơ bẩn khe vực cách trở lý gì làm chiếc cầu lại có kẻ cuồng ở trong đó lạc đường ác thú ma quỷ não hài dây quanh đau binh nước lửa hoặc gặp lúc bi thương đột ngột sương gió sấm sét bị hiếp đáp chèn ép chẳng biết tìm nơi nào để được che chở hoặc ẩm thực y phục chưa đầy đủ cam chịu những nỗi khổ ấy mà chẳng mong cầu an lạc phật thích ca là bậc đại đạo sư chỉ rõ so cõi nước thánh tịnh tức là thế giới an lạc phật vô lượng thọ là bậc thầy nơi tịnh độ các chúng sinh nếu sinh về cõi ấy thì không có những phiền não người không nghe biết về điều này thật đáng xót thương. Cũng có những người thiện phát ba thứ tâm mà không cầu giảng sinh. Thật là đáng tiếc. Thứ nhất, ta sẽ siêu Phật dược tổ tịnh độ đâu đáng để giảng sinh. Thứ hai, nơi nơi đều là tịnh độ, chẳng cần sinh về Tây Phương. Thứ ba, cực lạc là cõi thánh, bọn ta là kẻ phàm, đô thị sinh về đó được. Nói về biển hạnh thì vô lượng nhưng bồ tát phổ hiền lại nguyện thấy phật di đà cõi phật tuy rỗng không mà ngài duy ma thường tu tịnh độ như lai khắp mười phương có lời khen ngợi bằng tướng lưỡi rộng dài bồ tát trong mười phương có tâm cùng giảng sinh cực lạc tự mình nên thử lượng xét xem ai bằng với các bậc thánh mà bảo rằng tịnh độ không đáng để sinh về tại sao lại tự lừa dối mình như thế đến như tổ sư long thọ trong kinh lăng già có lời thọ ký từ trước bồ tát thế thân là bậc giáo tông viết nhiều luận sớ còn có bài kệ cầu giảng sinh trong thông tán của ngài từ ân đầu tiên khen ngợi mười điều thù thắng đại sư chí giả phân tích nghĩa lý biện biệt rõ mười mối nghi ngờ các ngài đều là bậc thượng triết mà còn tinh tấn đối với sự giảng sinh Tại sao lại nói chẳng cần xin về Tây Phương Từ ngạo mạn đến thế Xe lửa trong chốn địa ngục Có thể tắt Thuyền chở đá nặng Vẫn không chìm Hiện hoa báo không ai hơn trương chung quỳ Chỉ mười niệm được vượt lên cõi thù thắng Vào địa ngục Không ai nhanh hơn sư hùng tuấn Mà được sống lại rồi Tu hành chứng được nhân di diệu Lỗi lầm của người đời Chưa hẳn đến thế mà nói rằng không thể giảng sinh, tại sao lại tự dứt bỏ mình? Kinh Ban Chu Tam Mùi nói, Bồ Tát Bạc Đà Hòa hỏi Đức Phật, Chúng sinh đời dị lai, làm sao được thấy chư Phật ở mười phương? Đức Phật dạy họ niệm Phật A Di Đà, thì liền thấy chư Phật trong mười phương. Trong Kinh Bảo Tích nói, Chúng sinh ở phương khác, nghe về danh hiệu của Như Lai vô lượng thọ, cho đến phát một ý niệm tin tưởng thanh tịnh, hoan hỷ, ưa thích, có bao nhiêu căn lành, hồi hướng nguyện sinh về cõi kia, theo nguyện đều giảng sinh, được bất thối chuyển. Đây chính là lời Phật nói, không tin lời Phật thì lời ai đáng tin, không sinh về tịnh độ thì sinh về cõi nào. Như thế là tự lừa dối, tự ngạo mạn, tự giết bỏ tánh linh của chính mình trôi vào trong dòng luân hồi sinh tử. Đó là lỗi của ai? 48 nguyện đều vì cứu độ chúng sinh, 16 pháp quán đồng về chỗ buộc niệm. Một niệm tin tưởng ác đã gieo giống trong ao báo, dung bồi các điều lành, nhất định hóa sinh nơi kim địa. Nếu như không có hối tiếc và nghi ngờ, tức thời sen đỡ được đạo giải thoát tình độ duy tâm, di đà tự tánh trong ánh sáng rộng lớn quyết không có ma sự tình độ quyết nghi tập là do thị lan dương mẫn trọng soạn giải thích nghi ngờ làm lối tắt dẫn đến lòng tin vững chắc yếu chỉ được ghi chép trong đây rất tường tận đó là lời dẫn đường đến cõi nước an dưỡng nếu lên đến bờ kia cố nhiên có thể quên thuyền người muốn đến thì cần phải hỏi bến bờ chính nên xem thường lời này tông bảo giám quyển sáu thiên thứ sáu chánh hành niệm phật cõi thường tịch quan vốn không có sắc tướng nhưng có ứng thì biểu hiện ra hình tướng là bồ đề đã mở ra con đường chính yếu nếu không thực hành thì chẳng đến được kinh duy ma nói trường giả bảo tích và năm trăm trường giả tử bạch đức phật rằng Chúng con đã phát tâm cầu đạo giác ngộ chân chánh vô thượng, mong được nghe về cõi nước Phật thanh tịnh, mong Đức Phật nói về hành tịnh độ của Bồ Tát. Đức Phật bảo, Này Bảo Tích, chúng sinh là tịnh độ của Bồ Tát. Pháp Sư Tăng Triệu nói, Chư Phật và Bồ Tát sống lặng, không có hình tướng, do ứng vật nên biểu hiện ra hình tướng. Hình tướng không có bản chất thường hằng, huống chi cõi nước mà thường hằng hay sao? Bởi lẽ, chúng sinh muôn loài hành nghiệp không đồng nên dẫn đến báo ứng sai biệt. Thế nên, thanh tịnh thì ứng hiện ra ngọc bảo, uế trượt thì ứng hiện ra ngói gạch. Đẹp xấu là do tự họ. Đối với ta không nhất định. Cõi không nhất định mới là cõi chân thật. Thế thì sự nhơ và sạch của cõi nước là thuộc chúng sinh. Do đó nói rằng Chúng sinh là tình độ của Bồ Tát Nói về thị tánh của tình độ Như Lai vốn không phương hướng chỗ nơi Do chúng sinh có hành hỗn tạp Nên cùng xem mà thấy lại khác nhau Vì cái thấy khác mà phát sinh sự tình uế Bởi không phương hướng chỗ nơi Nên cõi chân thật mới biểu hiện Nếu như xét về tình và uế đó là quả báo của chúng sinh cõi phật chân thật vốn không phương hướng chỗ nơi lẽ nào lại bảo rằng hai cõi phàm thánh khác nhau rồi mới biện rõ sự thanh tịnh và úy trượt pháp sư đạo sinh nói hành giả tình độ do thực hành đến chỗ tột cùng mà dẫn đến tịnh độ chẳng phải nhờ tạo tác để muốn tạo ra cõi nước thì thuộc về phần chúng sinh rồi nhưng gượng nói tạo tác thì cần phải nói rõ chủ căn bản của sự tạo tác để bày tỏ ý nghĩa rốt ráo, rồi sau đó mới nói về việc tu hành. Pháp sư La Thập nói, trường giả Bảo Tích hỏi về tướng trạng của tịnh độ. Đức Thế Tôn đáp rằng, chúng sinh là tịnh độ của Bồ Tát. Đây vốn là nói về nhân ở trên quả. Quốc sư Thanh Lương nói, trong tâm chư Phật, luôn luôn có chúng sinh mới thành Phật. Trong tâm chúng sinh, mỗi niệm, mỗi niệm, chứng nhập tịnh độ chân thật. Kinh Duy Ma nói, Bồ Tát tùy theo sự giáo hóa chúng sinh mà nhận lấy cõi nước thanh tịnh, chỉ để làm lợi ích mọi chúng sinh. Dĩ như có người muốn xây dựng cung thất ở nơi đất trống thì tùy ý, không chướng ngại. Nhưng muốn xây dựng ở nơi hư không rốt cuộc không thể thành tựu. Bồ Tát cũng như thế, vì thành tựu chúng sinh nên nguyện nhận lấy cõi Phật. Nên biết tâm ngay thẳng, tâm sâu xa, tâm đại thừa là tịnh độ của Bồ Tát. Pháp Sư Tăng Triệu nói, sự thanh tịnh của cõi nước phải do chúng sinh, sự thanh tịnh của chúng sinh phải nhờ các hạnh. Hạnh thanh tịnh thì chúng sinh thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Đó là lẽ tất nhiên không thể sai khác. Cõi nước không có công dậy nhơ bẩn là xuất phát từ tâm ngay thẳng. Cho nên nói tâm ngay thẳng là tình độ của Bồ Tát. Tâm ngay thẳng nghĩa là chất trực không xỉm nịnh. Tâm này là cội gốc của dạng hạnh. Pháp sư Đạo Sinh nói Trồng tâm gieo đức sâu chắc khó nhổ đó là tâm sâu xa nương vào dạng hạnh mà chuyên chở các thiên hạ không sót một người đó là tâm đại thừa ba tâm này là hành của người mới học muốn hoàng dương đại đạo trước cần phải ngay thẳng tâm mình tâm đã chân thật ngay thẳng sau đó mới có thể vào sâu trong hạnh đã vào sâu nơi hạnh thì vận dụng rộng lớn không bến bờ Đây là thứ tự của ba tâm đủ ba tâm này kê đến tu lục độ cho tới dạng hạnh pháp sư la thập nói tâm ngay thẳng là tâm thành thật sự bắt đầu của sự phát tâm ở nơi thành thật thấu suốt đạo lý gọi là tâm sâu xa tiến thẳng đến trí tuệ phật gọi là tâm đại thừa kinh duy ma nói bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Bốn tâm vô lượng, bốn pháp nhiếp hóa chúng sinh là tịnh độ của Bồ Tát. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Hồi hướng là tịnh độ của Bồ Tát. Thập thiện là tịnh độ của Bồ Tát. Như thế, này bảo tích, Bồ Tát thuận theo tâm ngay thẳng thì có thể khởi phát hành Thuận theo sự phát khởi hành thì được tâm sâu xa. Thuận theo tâm sâu xa thì được ý điều phục. Thuận theo ý điều phục thì đúng như lời dạy mà thực hành. Đúng như lời dạy mà thực hành thì có thể hồi hướng. Thuận theo sự hồi hướng thì có phương tiện. Thuận theo phương tiện thì làm thành tựu chúng sinh. Theo sự làm thành tựu chúng sinh thì cõi Phật thanh tịnh. Thuận theo cõi Phật thanh tịnh thì thuyết pháp thanh tịnh, thuận theo sự thuyết pháp thanh tịnh thì trí tuệ thanh tịnh, thuận theo trí tuệ thanh tịnh thì tự tâm thanh tịnh, thuận theo tự tâm thanh tịnh thì tất cả công đức thanh tịnh. Pháp sư La Thập nói: Tâm ngay thẳng là đem tâm chân thành tin tưởng Phật pháp, lòng tin đã lập có thể phát khởi sự thực hành các điều lành. Các điều lành đã được tích lũy thì tâm càng sâu xa, tâm sâu xa kiên cố thì không theo các điều ác, bỏ ác theo thiện gọi là điều phục tâm. Tâm đã điều phục thì gặp việc thiện liền làm, gặp điều thiện liền làm thì có thể làm việc khó làm, có thể làm việc khó làm thì muôn việc lành đều được đầy đủ, muôn điều lành đầy đủ thì có thể hồi hướng Phật đạo, hướng mà càng tiến là do sức mạnh của phương tiện Chỗ cốt yếu của phương tiện có ba điều Một, khéo léo sự tu hành không chấp tướng Hai, không chấp vào chỗ chứng đắc Ba, khéo léo giáo hóa chúng sinh Đủ ba điều đó thì được tịnh độ Cõi nước đã thanh tịnh thì chúng sinh thuần tịnh Chúng sinh thuần tịnh ác đồng với đức hạnh của vị chủ giáo hóa cho nên nói thảy đều thanh tịnh. Các kinh tuy nói rộng về hạnh của tịnh độ, nhưng chưa trình bày rõ thứ bậc lần lượt của hạnh. Này ở đây giải thích rõ ràng, cực kỳ sâu rộng, chẳng thể nhanh chóng vượt qua, cần phải tìm đường lối, thực hành có thứ tự. Thế nên nói, dấu vết của sự phát khởi hạnh bắt đầu từ tâm ngay thẳng. Tâm ngay thẳng chính là tâm chân thật tâm này mọi loài ai cũng có bởi vì tự mê mờ không hay biết đó thôi vì thế lục tổ nói một niệm ngay thẳng chính là di đà một niệm tà hiểm chính là chúng sinh bởi lẽ con người ở nơi đời trượt ác vô minh hiện hành miệng nói tâm tôi ngay thẳng mà hành động là nhiều công dại chìm trong biển khổ không thể thoát ra do vậy Đức Phật từ bi thương xót Dùng phương tiện chỉ dạy Đem pháp niệm Phật để dẫn dắt họ Hàng phục tâm loạn Khiến họ đi bỏ con đường tà dạy hiểm nguy Trở về nẻo giác ngộ chân chánh Tuy còn là chúng sinh Mà được sinh về tịnh độ Cho nên luận Bảo Dương nói Thanh Châu gieo vào nước đục Nước đục không thể không trong Phật hiệu gieo vào tâm loạn Tâm loạn trở thành tâm Phật vì thế, nhân niệm Phật mà hiển bày tâm ngay thẳng, do tâm ngay thẳng mà thực hành các điều lành, do thực hành các điều lành mà được tịnh độ của Phật. Như thế, há chẳng phải là phương tiện trí lực của Phật tổ sao? Pháp Sư Tăng Triệu nói, do tích đức nên tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì không có đức đạo không thanh tịnh. Pháp Sư Đạo Sinh nói, công hạnh là nhân thù thắng của tịnh độ, công đức là quả nhiệm màu của tịnh độ nhưng quả tịnh độ vốn là bóng và tiếng gian của tâm cho nên nói muốn được tịnh độ phải thanh tịnh tâm mình đó gọi là tiếng hòa thì gian thuận hình thẳng tất bóng ngay chương 1 công phu tiếng tu thuyết tịnh độ duy tâm đã rõ mọi người đều biết nhưng cần phải đích thực đạt đến sau đó mới thôi muốn chứng đạo này nên lấy lòng tin chân chánh làm cửa vào lấy việc tu tâm làm hành chính yếu công hạnh này gọi là tình nghiệp là tư lương của sự giảng sinh tây phương hành nghiệp này tùy theo sự tu tập của mỗi người bởi lẽ tất cả mọi người sức mạnh có lớn nhỏ cơ trí có cạn sâu nên hành nghiệp chẳng đồng nhau người trí căng cơ bậc thượng ngay đây tự ngộ, rõ bản tâm mình, thì bạn tánh mình chính là di đà. Đây tức là cảnh giới tối thượng thừa, không trụ chấp, không nương tựa của Như Lai. Chỗ này trong buôn người chẳng có một ai đến được. Kẻ chưa thể đốn ngộ thì cần phải tin chắc tình độ, nhất tâm niệm Phật, lần lượt tiến tu, nương nhờ nguyện lực của Phật Di Đà, nhiếp trì. Tự mình một lòng chân thật thực hành công phu, thì chắc chắn muôn người không sót một. Tuy bảo rằng một môn niệm Phật thực ra ý nghĩa bao hàm vô tận, thế nên tổ sư lập giáo thu nhiếp mọi căn cơ, lợi độn, có chân thật, có quyền biến, có sâu cạn, có đốn tiệm, ai nấy đều có thể tu trì. Bậc thượng căn tham cứu tọa thiền, trung căn quán tưởng trì niệm, sáu thời lệ bái, ngày đêm tinh chuyên, thậm chí mười niệm cũng được thành công hoàn toàn ở nơi một lòng thực hiện những pháp ấy đều có tướng trạng của sự thực hành thềm thang thứ bậc tùy sức hành trì mỗi người đều có thể cùng tiến bước hành môn này là con đường thành tựu phật quả bồ đề cần phải tự tin tự hành tự tu tự độ quan trọng ở chỗ lập chi lớn phát nguyện lớn tự thực hành công phu nỗ lực hướng đến trước chứ cho là dễ dàng. Dĩ như gánh nặng 120 cân, đến khi tự mình gánh được mới là xong việc. Quyết định chẳng ở nơi việc biết thuyết pháp, thể hội đạo, giáo hóa rộng rãi mọi người. Quyết định chẳng ở nơi việc có truyền, có trao, làm ra dáng vẻ trên hình thức. Quyết định chẳng ở nơi việc thiết lập đạo tràng rộng lớn, đốt nhiều nhang đèn. Bởi vì chấp nơi sự tướng thì không rõ lý chân chánh, thuận theo thinh sắc ác trái ngược với tông chỉ chân thật Dĩ như điểm tiền của người mà tự mình không có nửa đồng bán thuốc hay mà không tự cứu được bệnh của mình thế nên tổ sư huệ Diện nói người đạt được ý chỉ giống như ngọn đèn sáng trong căn nhà tối người chẳng rõ ý chỉ tức đồng với kẻ chấp gón tay không thấy mặt trăng sao chẳng tỏ ngộ vô tâm là chánh động niệm đều tà mặt trời trí tuệ ẩn lấp trong mây mù gương tâm phủ mờ bởi khách trần bụi bặm do đó ý niệm rong ruổi tình dục lăng xăng dây dưa không dứt càng ngăn chặn càng khởi lên nhiều kẻ rơi vào vô ký chỉ ngưng trệ chỗ ngơ ngáo hiếm lắm mới có được người tương đối tốt nhưng lại đồng với kẻ tà mạng không sao chỉ dẫn khó nói về chánh định họ chẳng mong cầu vào nơi pháp giới mãi mãi ở trong lòng chậu trần lao phàm người tu tịnh độ rõ ràng muốn chống lại sinh tử không phải chỉ nói liền xong nên nghĩ đến vô thường mau chóng thời gian chẳng đợi người cần phải làm cho được một việc này nửa tiếng nửa lui lúc tin lúc nghi rốt cuộc làm được việc gì sao có thể thoát khỏi luân hồi nếu tin được thì từ hôm nay trở đi nên phát khởi tâm đại vọng mãnh đại tinh tấn đừng hỏi rằng thể hội hay không thể hội, thấy tánh hay không thấy tánh. Chỉ cần nắm chặt một câu Nam Mô A Di Đà Phật như dựa vào ngọn núi Tu Di chẳng lay động, phải chuyên tâm nhất ý hoặc tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, nghĩ nhớ mà niệm, hoặc dùng pháp thập niệm, hoặc mặc niệm, chuyên niệm, buộc niệm, lễ niệm, tâm an trụ nơi danh hiệu Phật, thường nhớ, thường niệm, sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, không để tâm luống qua, câu niệm Phật chẳng rời tâm. Ngày ngày, giờ giờ, đừng buông bỏ, miên mật khích khao như gà ấp trứng, thường giữ cho hơi ấm, nối tiếp giao, như thế tức là tình niệm tiếp nối. Lại thêm dùng trí tuệ chiếu soi, thì biết tình độ tức là tự tâm đó chính là công phu tu tiến của Bậc Thượng Trí vậy. Như thế, nắm chặt được, làm chủ được, nương tựa được, ổn thỏa. Dù gặp cảnh giới khổ vui, thuận nghịch ở trước mắt, nhưng vẫn chỉ niệm Phật A-di-đà. Không có một niệm tâm thay đổi, không có một tâm niệm thối lui biến trễ, không còn một niệm xen tạp, cho đến trọn đời mãi không có niệm nào khác quyết định cầu sinh về cõi cực lạc tây phương nếu quả thật dùng công được như thế thì vô minh từ bao kiếp nghiệp chướng trong sinh tử tự nhiên tiêu tan tập khí phiền não trần lao tự nhiên hết sạch không còn sót tận mắt thấy phật a di đà chẳng lìa tâm niệm công thành hành mãn nguyện lực trợ nhau đến khi mạng chung quyết định sinh về thượng phẩm nếu như sức mạnh chưa đủ, nên tùy theo khả năng của mình mà tu tập, chưa thể chuyên nhất thực hành công phu, cũng phải sớm tối lễ niệm. Dù cho việc nhà bận rộn, vẫn không quên mười niệm xưng danh. Mỗi ngày dùng tâm mạnh mẽ chuyên cần, tích lũy công hạnh, phát nguyện phát tâm, thể hoàn tất trong đời này, đồng lên cõi tịnh. Như thế, thật đáng gọi là sông đều chảy ra biển, mây nhất định về non Chương 2 Làm ăn nuôi sống trợ đạo Bồ Tát Tại Gia bậc cao lưu niệm Phật Nếu hàng ngày đi đến dự tiệc trai Ở nhà tính thí Ngồi hưởng sự cúng dường của người trời Như thế đều không hợp với lẽ thường Chẳng bằng những lo kế sinh nhai Mà có tâm tu hành Lẽ nào để trở ngại việc làm hoặc gieo giống làm ruộng hoặc kinh doanh nơi phố thị hoặc giàu có của cải hoặc mỗi ngày tìm cầu chút ít nên suy tư chuyên cần thì không lười biếng kiệm ước ắt có dư lý đó tu thân mới là phật tử nếu như xa hoa lười biếng kinh tế thiếu hụt tuy muốn tu hành cũng không được tin tưởng và biết rõ việc sửa trị nước nhà làm ăn nuôi sống đều thuận với chánh pháp công xảo kỹ nghệ thấy là lợi ích chúng sinh muốn tu chánh nhân tình nghiệp nên lấy việc làm ăn để hỗ trợ đạo lão hoàng ở đàm châu thường đập sắt để tu hành cư sĩ bàn uẩn bán vật tre mà dưỡng đạo dụ di đà hòa tượng làm nghề nghiệp đới phật am bán đuốc nuôi thân như thế thật đáng gọi là một ngày không làm một ngày không ăn Chương 3 Làm phước trợ duyên Có đệ tử tu tịnh nghiệp hỏi Đại sư Từ Chiếu rằng Đệ tử chuyên tu niệm Phật Tam muội Có thể thực hành thêm bố thí, trì giới, cúng dường, làm phước chăng? Sư đáp Ông có thể chuyên niệm Phật a di đà Nhưng không trì giới thì có tội hủy phạm Nếu không bố thí thì tăng trưởng nghiệp tham lam keo kiệt nếu không cúng dường tam bảo thì có nghiệp ngã mạng nếu không cung kính tất cả mọi người thì có tội kinh thường kẻ khác hủy phạm đọa vào địa ngục tham lam keo kiệt đoại vào ngạ quỷ ngã mạng thường ở trong đường ác kinh người đời đời nghèo hèn bị những nghiệp ác ấy ngăn che mà muốn sinh về tình độ đâu thể được người niệm phật như thế ví như gieo hạt trên đất khô mà mong thu hoạch làm sao có được thế nên pháp sư tăng triệu nói hữu di tuy giả dối nhưng nếu dứt bỏ thì phật đạo khó thành dù di tuy chân thật nếu chấp vào thì trí tuệ không tỏ sáng nay ông muốn tu niệm phật tam bùi để được giảng sinh tịnh độ mau chóng thành tựu quả phật bồ đề cần phải chuyên lấy niệm phật làm chánh hạnh lại tu phước đức làm trợ hạnh sớm tối thường chuyên cần cúng dường tam bảo lễ bái sám hối bố thí trì giới làm trong sạch ba nghiệp tăng trợ duyên thanh tịnh chớ làm các điều ác thực hành mọi việc lành tất cả căn lành tu tập thể đều hồi hướng tịnh độ thành tựu công đức niệm phật nhanh chóng chứng ngộ bồ đề như thế thật đáng gọi là đi thuyền nước xuôi lại thêm đuôi chèo tốt. Chương 4 Bỏ ác làm lành Trong tình độ thập môn dạy rằng, người tu tịnh độ phải bỏ ác làm lành mới thành tựu được công đức. Nếu người tuy niệm Phật di đà nhưng tâm tật đố mạnh mẽ gọi là dấu dao nhọn trong lòng. Người này nút lâm chung toàn thân đau nhức như ngàn mũi dao đâm vào mình hoặc nói, ta có thể trì giới người kia không làm được nghèo mạng đối với sư tăng chê bai xem thường tất cả mọi người thì hiện đời tổn phước đoạn thọ bị bệnh lao thổ quyết mà chết nếu người niệm phật trần cấu chưa sạch khi niệm ác sinh khởi phải lập tức tự kiểm điểm hoặc có tâm tham lam keo kiệt tâm sân hận tâm si ái tâm tật tố tâm dối trá tâm nhân ngã tâm cống cao, tâm nịnh hót, tâm tà kiến, tâm khinh mạng, tâm kia đây và tất cả tâm bất thiện sinh khởi đều do sự đắm nhiễm từ các cảnh giới thuận nghịch. Nếu lúc chúng sinh khởi cần phải gấp rút to tiếng niệm Phật, giúp vọng niệm trở về chánh niệm, chứ để cho tâm ác tiếp đối. Ngay khi ấy, dẹp trừ hết sạch dứt hẳn không còn sinh khởi trở lại. Tất cả tâm tinh sâu, tâm trí thành, tâm pháp nguyện hồi hướng, tâm từ bi, tâm khiêm hạ, tâm bình đẳng, tâm phương tiện, tâm nhẫn nhục, tâm trì giới, tâm hỷ xã, tâm thiền định, tâm tinh tấn, tâm bồ đề, cùng tất cả tâm niệm lành thường nên giữ gìn. Lại cần phải xa lìa những điều phi phạm hạnh, đoạn trừ luật nghi tạ cẩn thận với nuôi dưỡng gà, chó, heo, dê, săn bắn, bắt cá, những việc ấy đều không nên làm. Nên biết, trong cõi nước cực lạc, các bậc thượng thiện nhân do dứt bỏ việc ác làm theo các điều lành mà được sinh về tịnh độ không thối chuyện ở nơi đạo Bồ Đề. Người niệm Phật nên học theo Phật, lấy diệt bỏ ác làm lành, làm điều răng mình, chỉ hay y theo đây mà tu trì đó là chánh hành của tịnh độ như thế thật đáng gọi là gió cuốn mây tan tầng không tịnh một dần trăng sáng giữa trời không chương năm cứu tế nẻo u minh sa môn thích tử bồ tát tại gia đã tu tịnh nghiệp tây phương nên vận dụng lòng từ bi rộng lớn đúng như pháp tiến tu khéo làm theo lời Phật dạy, biết rõ nhân quả, phân biệt phải trái, chứ nhóm tư lương phước đức và trí tuệ suốt thế gian, tròn đầy công đức của Bậc Đại Trường Phu, Bậc Đẳng Giác, Diệu Giác. Thế nên, Đức Thế Tôn răng dạy nhiều lần, các đệ tử của ta, tùy ở nơi nào thì nên bố thí giáo Pháp và thức ăn, cứu tế tất cả loài hữu tình trong Pháp giới, giải trừ nỗi cực khổ đói khát của chúng sinh giáo hóa khiến họ đồng tiến đến bồ đề nếu không bố thí thức ăn thì không có tâm từ bi người ấy chẳng phải đệ tử của ta mà là đồ chúng ác trong kinh có nói rõ ràng xét kỹ tất cả chúng sinh không rõ tự tánh nên sinh khởi tham lam tật đố sân hận ngu si trong các loài trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, bị đói khát, nung nấu, ưu sầu khổ não. Ở trong đêm dài tăm tối, dù mong cầu ra khỏi, nhưng chẳng biết đến bao giờ. Xét theo lý, mọi chúng sinh là cha mẹ đời trước của ta. Như lời Phật nói, họ đều là kẻ oán người thân của chúng ta trong nhiều kiếp. Thế nên, dần dụng lòng từ bi của quán âm, tu tập hành nguyện phổ hiền, thể đều cứu tế tất cả giúp khỏi trầm luân người có khả năng thì thiết lập trai đàn cúng dường người không có khả năng thì trì chú thí thực phóng sinh công đức của việc thí thực thù thắng rộng lớn vô biên đầy đủ những lợi ích nhiệm màu nói không thể hết nay nêu sơ lược vài điều bày tỏ cùng các bậc hiền nhân rằng vừa phát tâm bố thí hành vi di diệu toàn bày đầy đủ tam đàn tu trọn lục độ, lợi mình lợi người, tự giác giác tha, khéo tập hợp phước đức và trí tuệ xuất thế, mãi làm tư lương tịnh độ, bồi đắp nền tảng rộng lớn, thành tựu thể dụng trọn vẹn cho đến việc chôn lớp xương khô, mai tán tự thi vô chủ, vì mọi u hồn thay thế tỏ bày sám hối, bắt cầu đào giếng, giúp đỡ khách giảng lai ẩm thực tiền tài tùy sức mình mà ban ân bố thí. Mỗi khi thấy người nghèo túng cơ hàng, thống thiết xót thương, đến như người già cả cô độc bệnh hoạn càng thêm thương xót, thường tìm cách giúp đỡ, uyển chuyển, vận dụng lòng từ bi chân thật. Phạm tu tất cả căn lành đều nguyện chúng sinh thành Phật, đem việc lợi ích thù thắng ấy hướng về Tây Phương, mong mọi loài hữu tình cùng lên bờ giác. Thế nên do trong nước rối loạn mà lương võ đế tu nghi thủy lục tam tạng bất không có pháp cứu tế cô hồn như thế thật đáng gọi là một trận mưa khắp cùng pháp giới bao tâm hồn khô khát thắm tươi